Vũ Bích Quyền xin kính chào tất cả quý vị khách hàng. Và ngày hôm nay thì với cơ sở xin được giới thiệu đến tất cả mọi người về sản phẩm lục bình gỗ xà cừ. Vâng, và trên đây thì với cơ sở xin được giới thiệu về hai cặp lục bình có chiều cao khác nhau, và một cặp có chiều cao 1m20 và một cặp có chiều cao 1m50, và đều là hàng đục tư quý cảnh thông mai cúc trúc. Vâng ạ. Và đây là sản phẩm là hàng mộc mà bên cơ sở hiện tại là đã làm xong từ lâu và cũng là phơi khô ráo và có thể phun sơn bất kỳ lúc nào nếu như có quý vị khách hàng nào yêu cầu. Vâng. Và đối với những sản phẩm này là bên cơ sở hiện tại còn rất chi là nhiều những hàng đục và hàng trơn. Vâng. Các loại khác nhau, kích thước đủ từ cho 1m đến 2m. Và nếu như có quý vị chị nào cần đặt mua với đôi đục hoặc đôi trơn, và các sản phẩm hàng thô hoặc là hàng hoàn thiện, thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở theo số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo vào số 0354318894 hoặc 0347799248. Và địa chỉ của cơ sở thì ở tại Châu Phong, Nguyên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Vâng. Và trên đây thì cũng sẽ được báo giá luôn cho quý vị được tham khảo. Đôi có chiều cao 1m20 có giá là 7.500.000 đồng, và đôi có chiều cao 1m50 có giá là 10.500.000 đồng, và giá là bao gồm sơn VU được vẽ và sơn theo bất kỳ màu nào cũng được nếu quý vị khách hàng có yêu cầu. Vâng ạ. Và trên đây thì cũng xin được kết thúc video cho hai đôi lục bình hàng mộc, và cũng xin hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau, và xin chào ạ.